Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Súp heo đây, ăn hại vẫn như mọi khi. Hôm nay là ngày mà tên kênh Súp heo được chính thức đổi thành SHTech, cho nó dễ tìm kiếm và đỡ phải gõ có dấu. Nhưng mà đó là một câu chuyện để ngày khác chúng ta cùng nhau chém gió. Hôm nay mình có đây một chiếc bàn phím với layout 60% đến từ Keychron. Và thật với các bạn, mình không phải là fan của cái layout 60% này. Có lẽ nhiều người xem kênh mình cũng biết rồi, mình thích cái kiểu layout 10KLS hoặc 84%. Nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ có nhiều anh em thích kiểu layout nhỏ gọn xinh xắn này để mang đi làm, đi học gì đấy, để có một cái bàn phím cơ tiện dụng nhỏ gọn mang theo người, gõ cho nó thoải mái. Thì hôm nay là một chiếc bàn phím như vậy, Keychron K12. Và cái chiếc K12 này ở Keychron thì có khá nhiều phiên bản khác nhau, từ việc là các bạn chọn vỏ nhựa có, vỏ nhôm có, không LED có, không hot swap cũng có, và LED RGB cũng có. Và mức giá nó từ hơn 1 triệu lên đến gần 2 triệu. Thì chúng ta cùng nhau chia tay xem với chiếc Keychron K12 này các bạn sẽ có những cái gì ngay sau intro. Đầu tiên thì đây là cái vỏ hộp, trông nó cũng bình thường như bao nhiêu chiếc Keychron khác mình từng làm trên kênh, với dòng chữ K12 và vỏ hộp màu đen. Ở trên vỏ hộp thì chúng ta có cái set keycap màu xám, nhưng còn cái bộ này mình có bên trong là keycap như là màu trắng đen thì phải, không phải màu xám. Và một số thông tin nhà sản xuất mà chúng ta chú ý đến đó là thiết kế compact design, đương nhiên rồi, 60% đương nhiên là compact rồi, rất là nhỏ, rất là gọn. Dual compatibility, đây là cái tính năng mà thường xuyên xuất hiện trên bàn phím của Keychron, đó là có thể sử dụng được cho cả Mac OS lẫn Windows, có thể sử dụng cắm dây hoặc không dây vào kết nối Bluetooth đến 3 thiết bị cùng lúc, và thời lượng pin rất là lâu, dung lượng 4.000 mAh. Và theo như mình đọc thông tin thì có thể sử dụng được khoảng tầm gần 2 tháng nếu các bạn không dùng đèn LED backlit. Ok, cùng nhau mở hộp ra. Ngay khi mở hộp chúng ta sẽ thấy là có một cái keypuller này, có một cái tờ giấy lưu ý rằng là khi cắm switch hot swap thì nhớ là để ý cái chân switch nó phải thẳng, kiểu cong chân. Giấy hướng dẫn sử dụng nhanh với một số phím tắt. Ok, tạm để vào đây. Chúng ta có keycap để thay thế. Đây là keycap cho hệ điều hành Windows. Và như vậy thì chắc chắn là bên trong này đã gắn sẵn keycap sử dụng cho Mac. Một cọng cáp USB-C hai đầu bọc vải có cục chống nhiễu, và một cái switch puller rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Cọng cáp thì chúng ta có một đầu Type-C thẳng và một đầu Type-C góc vuông 90 độ. Thì đầu 90 độ này các bạn có thể tùy biến gắn làm sao cho nó phù hợp với cái vị trí để phím các bạn. Keycap thì xem nào. Ồ, keycap này có vẻ là như ABS và khắc chữ laser khá mỏng. Logo Windows, đúng rồi, khắc laser. Giấy hướng dẫn sử dụng. Không có gì phức tạp lắm. Nhấn mấy cái nút function vân vân mây mây để bật tắt đèn backlight, kích hoạt nhanh các cái chế độ tăng giảm âm lượng, media, vân vân và mây mây. Ok, vứt qua đây đã. Cái quan trọng nhất là cảm giác sử dụng bàn phím nó có ngon không. Đó, như mình nói lúc nãy thì cái vỏ hộp nó keycap màu xám, như cái bản này ở đây mình có là keycap màu trắng đen với phím escape màu cam, một cái biểu tượng khá quen thuộc của Keychron, lúc nào cũng thích làm cái phím một góc màu cam. Và cái viền này sẽ là nhôm, viền nhôm. Mình thấy đồ hoàn thiện ở mức tạm chấp nhận được, bởi vì các cái mép này nó chưa khít 100%, vẫn cảm giác hơi hở hở. Nhôm anode. Ở đáy thì chúng ta có 4 feet cao su ở 4 góc và chân kickstand 2 nấc. Và cả 2 nấc kickstand thì đều có cao su. Anh cùng nhau test thử luôn về độ bám bàn xem nào. Feet này gọi là tương đối, vẫn chưa bám lắm, nhưng mà cái là tương đối chắc chắn, không có mẹp. Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có cổng cắm USB Type-C này, một vài con ốc để cố định cái khung này, có công tắc bật tắt và công tắc chuyển qua chuyển lại giữa chế độ dành cho Windows và Mac OS. Không hiểu vì lý do gì, mặc dù mình rất ghét các cái switch tactile, đặc biệt là brown của Cherry và Gatoron, mình không thể nào mình dùng nổi. Nhưng mà Keychron vẫn quyết định gửi cho mình bản brown. Plate cũng làm từ nhôm anodized. Stabilizer của phím Space khá là tốt, tương đối. Còn ship thì hơi lọc sọc một chút. Enter cũng vậy. Ship bên trái ok. Thường thường thì các cái bàn phím của Keychron mình thấy stabilizer nằm ở mức gọi là trung bình, ổn, sử dụng được luôn mà không cần mod. Hoặc nếu các bạn nào mà khó tính thì cũng có thể mod lại khá là dễ dàng, vì phần lớn bàn phím của Keychron đều là hot swap. Và bây giờ thì mình thử giật switch ra để xem cái stabilizer ở dưới như thế nào, cũng như là trải nghiệm xem cái việc mod lại cái bàn phím này nó có dễ không. À, hot swap nó hơi chặt tí thôi,
Hotspot thật, không bị lừa. Ở dưới thì các bạn thấy là chúng ta có cái PCB với socket hot swap và lỗ trống để gắn các cái switch 5 chân. Mặc dù cái switch có sẵn ở trên con K12 này là switch 3 chân thôi, nhưng mà switch 5 chân vẫn gắn được, không cần phải cắt chân. Cơ mà mình thấy khó hiểu một chút đó là Keychron cho chúng ta lựa chọn phiên bản có LED cho chiếc K12 này. Mà có LED mà plate màu đen thì LED sẽ rất là tối. Mình không hiểu nữa, không biết là phiên bản có LED như thế nào, còn phiên bản này là phiên bản không có LED. Như bạn thấy là mạch không hề có LED luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tháo thử ra để trải nghiệm xem bên trong như nào. Trước khi tháo ra thì chúng ta cùng nhau nhìn qua keycap. Thì keycap này chắc chắn là nhựa ABS, sờ rất là mịn và nó mềm, chứ nó không cứng và nó sần sùi như nhựa PPT. Và keycap này thì chỉ đơn giản là khắc laser thôi, không phải double shot gì cả. Chứng tỏ đây là phiên bản gọi là nhẹ tiền hơn, giá rẻ hơn, chứ không như chiếc Q1 hôm trước mình làm là phiên bản custom thì keycap ngon hơn rất là nhiều. Còn đây thì keycap tương đối mỏng và chỉ là nhựa ABS khắc laser. Mà trước khi tháo bàn phím này ra thì cùng nhau nhìn thử một số cái phím tắt đi. Thì các bạn thấy đúng không? Chúng ta có hai phím function là function 1, function 2 thì sẽ có hai layer function khác nhau. Các bạn thể điều khiển tăng giảm độ sáng này. Có thể là bật explorer, bật menu, play pause nhạc, hoặc là function 2 sẽ chuyển qua layer hàng phím F từ F1 đến F12. Thì đó là function. Còn phím mũi tên sẽ là các cái phím đây, là chữ M này, ngoặc nhọn này và chữ K. Đây là cái phím mũi tên. Thì đó là các layer. Còn kết nối Bluetooth thì các bạn nhìn thấy là đây chúng ta có 3 phím là QWE, 3 cái dấu hiệu Bluetooth để kết nối 3 thiết bị khác nhau. Ok, về cái layer của nó là như vậy. Bây giờ hãy cùng nhau tháo ra để xem bên trong nó ra hồn gì. Khá thú vị. Chiếc bàn phím này được phủ xung quanh bởi những cái thanh nhôm như thế này, chứ nó không phải là một cái khung liền mạch, mà là những thanh nhôm được ghép lại. Và khả năng là sẽ có 4 thanh khác nhau ở 4 cạnh. Đây, để mình cho các bạn nhìn các cái thanh nhôm rõ ràng hơn, trông như vậy đây. Thiết kế khá thú vị. Khi các bạn tháo hai thanh nhôm ở hai bên rồi thì cái thanh ở trên và dưới nó sẽ trượt ra như vậy. Tức là nếu các bạn thích cái bàn phím nó gọn nữa, có thể tháo hết mấy cái thanh nhôm ở viền bàn phím ra. Và chúng ta có bàn phím gọn hơn và nhẹ hơn rất là nhiều. Hóa ra là như vậy. Cái thiết kế khá là thú vị. Ghép nhôm lại thành cái viền. Nếu mà gỡ mấy thanh nhôm đấy mà không tháo được bàn phím này ra thì khả năng đây sẽ là thiết kế tray mount. Tức là cái case bàn phím này nó sẽ là như kiểu một cái hộp vậy. Và cái plate sẽ đặt lên trên. Để mình tìm xem con ốc ở đâu. Vậy là chúng ta có tổng cộng 7 con ốc và mạch hot swap với socket của Gateron. Ok. Và không có khả năng độ LED vì không có chỗ để gắn LED. Có vi xử lý ở đây, khả năng đây là mạch Bluetooth này, bởi chiếc bàn phím đang có Bluetooth. USB Type-C ở bên cạnh này. Và công tắc gạt sẽ nằm ở trên cái case. Plate bằng nhôm như mình dự đoán. Và chúng ta có thể thấy luôn là cái dòng chữ là K12. Keychron K12 nhìn qua cái khe này. Vậy thì tính về cái mặt là độ cái bàn phím này mình nghĩ rằng là sẽ khá là dễ dàng. Vì tháo ra cũng rất là nhanh. Cũng như là cái plate. Cái plate và cái mạch ở dưới nó chỉ cố định lại bằng đúng cái ma sát của việc cắm switch vào thôi. Tức là về lý thuyết bây giờ mình có thể giật thẳng cái PCB này ra khỏi cái plate được bằng cách cậy lên như này. Đúng rồi đấy, cậy lên như này là ra. Mà thôi mình không có nhu cầu để cậy lúc này. Các bạn chỉ có thể cầm vào plate và cầm PCB tách nhau ra được ngay. Để làm một lớp xốp ở dưới cũng như là độ lại cái phần case này cho đỡ rỗng. Bởi vì case còn khá nhiều diện tích trống ở trong và đây là viên pin khá lớn. Như trên vỏ hộp có đề cập là 4.000 mAh. Và nếu các bạn dùng bật đèn LED thì được khoảng tầm 1 tháng, còn không bật LED được khoảng tầm 2 tháng. Sử dụng rất là lâu. Dây pin cũng được bọc silicone, chất lượng khá là tốt này, dây dày to. Hết rồi. Tức là nếu anh em muốn độ cái bàn phím này thì có thể làm được gần như tất cả mọi thứ. Các bạn có thể cho xốp vào ông này hoặc là đổ silicone vào đây để cái case đỡ bị rỗng hơn. Các bạn có thể làm thêm một lớp xốp ở giữa plate và PCB. Các bạn có thể rút switch ra để loop rất đơn giản vì đây là máy hot swap. Các bạn có thể loop lại stabilizer. Stabilizer có mỡ rồi. Các bạn nhìn thấy là stabilizer có sẵn mỡ rồi. Nhưng mà có vẻ vẫn chưa ổn lắm, cần phải loop lại, căn chỉnh lại để tiếng nó ngon hơn.
Thì có lẽ đó là chiếc Keychron K12 thôi. Sau đây chúng ta cùng nhau gõ thử và trải nghiệm thử để xem rằng âm thanh cụ thể là như thế nào và cảm giác gõ nó có ra gì hay không. Còn nếu các bạn thích xem mình độ chế lại cái bàn phím này thành cái phiên bản gọi là Ultimate, phiên bản ngon nhất, từ việc gắn xốp này, lúp lại các chỉ stabilizer này, thay ký cáp xị này, thay switch xịn các thứ, nếu anh em muốn xem một cái bản độ như vậy thì nhớ like video này và subscribe để chờ đón bản độ, và cũng như là comment bên dưới cho mình biết là các bạn muốn xem video review về phím cơ nào hay là đồ gaming gear nào ở bên dưới. Còn giờ đây là sound test. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Peace.